Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda Winner 10. Thì ngày hôm nay Lộc sẽ quay cho các bạn thêm 3 phiên bản của dòng xe Honda Winner X phiên bản tiêu chuẩn các bạn. Thì ngoài 3 phiên bản màu của Honda Việt Nam ra thì hiện tại Hồng Đức 10 sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn và 3 phiên bản màu mới tại cửa hàng nữa nha các bạn. Và hôm nay Lộc sẽ báo cho các bạn về cái chương trình mua góp với lãi suất 0%. Chương trình này chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Winner 10. Và bên cạnh đó thì cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn là 3 triệu đồng để cho mình đăng ký cái bản số xe nha các bạn, và tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng tại cửa hàng Honda Winner 10. Thì sau đây các bạn hãy cùng Lộc tìm hiểu cái phiên bản màu xám xi măng. Ba phiên bản này đều được độ lên từ phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Và hiện tại Hồng Đức 10 đang độ với phong cách là đấu tem. Tất cả những phiên bản tại cửa hàng Honda Winner 10 này thì đối với bản Winner thì cửa hàng đều được sơn đấu tem nha các bạn nha. Phiên bản màu xám xi măng này nó sẽ được kết hợp với cái tem cực kỳ là sang trọng luôn các bạn. Kết hợp với tem màu đen và chữ Winner X màu đen viền trắng nè, chữ Winner X màu đỏ tạo nên điểm nổi bật hơn, thu hút cái ánh nhìn hơn khi các bạn sở hữu một chiếc xe Honda Winner X và động cơ 150 này. Thì nói với dòng xe Honda Winner X các bạn, hiện tại Honda Việt Nam cũng đã thiết kế tương đối là hoàn thiện về cái phần thiết kế nha các bạn. Hiện tại mẫu V3 này là được gọi là phiên bản cực kỳ là hoàn hảo của Honda Việt Nam các bạn. Phiên bản V3 150 này thì mặt đồng hồ nó sẽ thể hiện được đầy đủ tất cả những thông số kỹ thuật luôn. Với cái cách bố trí này thì nó giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát hơn để đảm bảo sự an toàn hơn nha các bạn. Bên cạnh đó thì xe sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED phía trước luôn nha các bạn. Đèn LED này thì nó sẽ cho ánh sáng màu trắng và cường độ dòng điện cực kỳ là ổn định, giúp khách hàng mình sẽ dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì hiện tại Honda Winner V3 nó đã tích hợp cái xi nhan vào phần thân xe luôn nha các bạn, tạo nên cái sự cực kỳ là tinh tế và cực kỳ là thể thao và mạnh mẽ của dòng xe Honda Winner 150. Thì nói về dòng xe Honda Winner này các bạn, hiện tại chương trình mua xe mua góp với lãi suất 0%, chương trình này chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Thì với cái chương trình này hiện tại cửa hàng muốn hỗ trợ để các bạn được tham gia và mình sẽ được mua góp với lãi suất 0% này. Thì các bạn chỉ cần trả trước trên hợp đồng là 12.490.000 đồng thôi, và các bạn sẽ vay lên là 28 triệu đồng. Thì mình đã sở hữu ngay một chiếc xe Honda Winner với lãi suất 0%. Thì với cái gói lãi suất 0% này các bạn được góp từ 6 tháng cho đến 24 tháng luôn nha các bạn. Và cửa hàng sẽ hỗ trợ hoàn lại cho các bạn tiền mặt 3 triệu đồng để mình đăng ký bản số xe. Thì các bạn có thể chuẩn bị tầm khoảng 9 triệu là mình đã sở hữu một chiếc xe Honda Winner này rồi. Cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu nữa, mình sẽ trả trước lên trên hợp đồng luôn, thì mình sẽ dễ dàng góp hơn. Thì góp 6 tháng thì mỗi tháng mình chỉ góp là 4.936.000, 9 tháng là 3.296.000, 12 tháng là 2.474.000, 15 tháng là 1.982.000 và 18 tháng là 1.654.000. Đặc biệt 24 tháng thì mỗi tháng các bạn chỉ góp 1.243.000, tương đương với mỗi ngày là tầm khoảng 40.000 đồng thôi. Thì các bạn đã sở hữu như một chiếc xe Honda Winner X. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng nữa để các bạn tham gia mua hàng tại Thế Giới Di Động nè, hoặc là Điện Máy Xanh, hoặc là những nhãn hàng khác. Thì với cái chương trình này thì Honda Việt Nam và cửa hàng Honda Winner 10 đang hỗ trợ cho mình rất là nhiều nha các bạn. Cho nên chương trình không lãi suất này chỉ có tại cửa hàng Honda Winner 10. Nếu như các bạn đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe Honda Winner X động cơ 150 này thì mình cứ đến ngay cửa hàng Honda Winner 10. Thì Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Thì ngoài ba bản màu của Honda Việt Nam ra thì nó sẽ có màu trắng, màu đen và màu đỏ của phiên bản tiêu chuẩn Honda Winner X. Thì Hồng Đức 10 sẽ luôn tạo nhiều bản màu mới nè. Đây là phiên bản màu đen bóng và được đấu tem với cái tem màu xanh nước biển, xanh trắng cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là đẹp mắt luôn nha các bạn. Thì với những phiên bản sơn đấu tem này các bạn sử dụng nó sẽ ít đụng hàng hơn và được bảo hành về chế độ màu sơn là 3 năm. Thì trong quá trình mình sử dụng xe, mình lau chùi hoặc là mình rửa xe, nó sẽ không gây hiện tượng bị tróc tem, tăng cái sự bền bỉ hơn cho dòng xe Honda Winner X. Và về cái phần giấy tờ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn ra cái mặt cà vẹt xe giống như cái màu xe luôn, cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Thì đối với phiên bản Honda Winner X này các bạn, phiên bản màu đen bóng phải nói cực kỳ là ngầu luôn, với thiết kế cực kỳ là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì hiện tại Honda Winner X nó sẽ được trang bị nhiều cái ví dụ như là những cái sự an toàn hơn cho các bạn và sự tiện ích hơn. Thì xe sẽ được trang bị cái ổ khóa thông minh Smart Key nha các bạn. Thì với cái ổ khóa thông minh Smart Key này, nó sẽ có 3 tính năng. Các bạn có thể chống trộm nè, tìm xe trong bãi đậu xe, và các bạn sẽ thao tác trên xe cực kỳ là đơn giản. Thì với cái những cái tiện ích như thế này á, thì đối với dòng xe Honda Winner X này, nó là dòng xe thể thao nè, được thiết kế động cơ 150 6 số. Thì với cái những cái động cơ này, nó sẽ giúp xe mình nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết kiệm nhiên liệu, và đặc biệt thì sẽ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, cho nên nó, cái độ tiết kiệm nhiên liệu nó cũng cực kỳ là cao nha các bạn. Bên cạnh đó thì dòng xe Honda Winner X các bạn, nó đã được cải tiến về phần sơn xe nha các bạn. Thì với dòng xe Honda Winner X á, những dòng xe sơn ngoài này á, nó rất là dễ bị hiện tượng kêu sơn. Nhưng mà hiện tại Honda Việt Nam đã trang bị phốt cao su sơn cho dòng xe Honda Winner X này, giúp xe mình hoạt động cực kỳ êm ái luôn và cực kỳ là bền bỉ, tăng cái tuổi thọ của sơn lên nha các bạn. Rồi kế tiếp là sẽ quay cho các bạn một cái phiên bản Honda Winner X. Phiên bản này được độ đấu tem xám hồng nha các bạn. Thì với cái góc độ khác nhau, nó sẽ cho cái màu khác nhau, màu xám hồng cực kỳ là đẹp mắt và được sơn đấu tem trọn bộ luôn. Cho nên đó, những phiên bản này á là những phiên bản giới hạn tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu mà sử dụng chiếc xe Honda Winner X này á, hay là những phiên bản màu khác, thì mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của nhân viên, hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo để mình sẽ tư vấn rõ hơn cho các bạn về chương trình. Lộc xin nhắc lại là chương trình mua xe Winner X mua góp với lãi suất 0%. Các bạn chỉ cần trả trước 30% giá trị xe thôi là các bạn đã sở hữu ngay chương trình góp không lãi tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì chương trình này chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Bởi vì chương trình của Honda Việt Nam trên toàn quốc đã kết thúc chương trình không lãi rồi, cho nên chương trình này là chỉ có duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thôi. Thì các bạn còn được hỗ trợ lại 3 triệu đồng để mình đăng ký biển số xe nè. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng nữa. Và hiện tại khi các bạn mua xe tại hệ thống hết Hồng Đức thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 30% khi các bạn gắn những phụ kiện trang trí xe nè. Các bạn có thể phủ nano, quấn ống xăng là bằng đồng, và các bạn có thể gắn cái công tắc đèn. Thì những cái phụ kiện này khi các bạn gắn á, thì cửa hàng Hồng Đức sẽ hỗ trợ cho các bạn giảm giá 30%. Đặc biệt hơn nữa thì nếu như các bạn mua tiền mặt thì cửa hàng vẫn có thể hỗ trợ ra giấy tờ cho các bạn luôn. Và cửa hàng sẽ có thêm cái chương trình mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ là thấp. Và các bạn chỉ cần trả trước 10% giá trị xe trở lên thôi thì mình cũng đã sở hữu như một chiếc xe Honda Winner X động cơ 150. Bên cạnh đó thì cửa hàng sẽ có thêm chương trình dành cho các bạn nữa. Đó là chương trình giao xe tặng nhà miễn phí nha các bạn. Thì những chương trình giống như Lộc vừa báo với các bạn, trong đó chương trình mua góp và lãi suất 0% chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Và chương trình này phải nói là cực kỳ ưu đãi luôn, hỗ trợ thêm phí đăng ký, hỗ trợ thêm phí quà tặng trị giá 3 triệu đồng nữa. Thì clip của cái hàng Honda Hồng Đức 10 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã click vào kênh YouTube của cái hàng Honda Hồng Đức 10. Vâng, xin chào các bạn, hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.